Con xin phép chào cô, em chào chị. Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì? À, cô tên là Tăng Liên, là bà nội của cháu bé bị vũ đi, là bữa nay là 4 ngày rồi. Mà khi mà ở đây nhà nhắn tin thì người ta mới nói là hả, không có điện, nó chặn máy luôn, nó không điện về mà cũng không có nhắn tin nữa. Nhưng mà cách đây ngày hôm qua thì gia đình có nhắn là nói với cái người mà dắt nó đi á, là nếu mà con không có mà dắt cháu của bà về đó thì bà sẽ nhờ công an vào cuộc, lúc đó là con đừng có hờn trách gì. Thì tự vì hiện tại ba nó bệnh nặng, cũng như là nó đi vậy, ba nó cũng như là bệnh hoạn vậy, gia đình cũng không phải là có tiền, gia đình rất là khó khăn. Được, mẹ của nó là cũng bị bệnh đó, nhưng mà tự vì nghe nói là anh Hải là rất là tốt này kia rồi hả, người nhà đó cũng có trải qua trường hợp mà cháu bị dụ đi. Thì anh Hải cũng kiếm về được là trong vòng một tuần. Thì cái mà chị của nó đó là cái người bị mất con đó, thì mới chỉ là anh giờ đi lên gặp hiệp sĩ Hải để mà nhờ hiệp sĩ Hải giúp đỡ giùm. Tự vì người ta không có phải như người khác mà ăn tiền, tự con này nó cũng sợ là tốn tiền tốn bạc nhiều. Nhưng mà nói anh Hải là chỉ giúp người thôi chứ không có lấy tiền lấy bạc gì. Thì bây giờ là cũng gia đình tôi cũng đi hồi 5 giờ sáng lên đây để cố tình gặp anh Hải với lại mấy cái mà đồng nghiệp của anh Hải để giúp đỡ cho gia đình tôi, mong muốn để mà tìm gặp lại đứa cháu. Chỉ sợ nó bán cháu tôi là đi ra ngoài Campuchia rồi là không có ngày về, với phần mà để thời gian lâu gia đình nó nghèo quá, không có tiền để mà chuộc. Nay nhờ cậu Hải với lại mấy con nó giúp đỡ giùm đó. Cái là nguyện vọng của bà. Bà cũng rất là cảm ơn, trước cảm ơn mấy con để mà cố tình giúp đỡ cho gia đình của nó. Dạ rồi, con xin phép được chuyện trò với lại con gái của cô. Chào chị. Chị có thể giới thiệu chị họ tên là gì? Chị tên là Bùi Thị Nhung. Chị Nhung là quê ở đâu? Quê chị ở Bến Tre, lại lấy chồng ở đây. Mình lấy chồng ở Bình Dương hả chị? Chị lấy chồng ở thành phố, ở quận Bình Tân. Hôm nay là chị cùng với lại mẹ ha? Mẹ chồng. Về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Bình Dương là đi tìm con của chị. Con gái của chị họ tên đầy đủ là gì? Là Tăng Thị Kim Ngân. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 18 tuổi. Tròn 18 ạ. Chị có thể chia sẻ cái lý do sao con nhà mình lại bỏ nhà đi? Tại vì con của chị là quen con bé trên mạng á, là ở làm bên Cam á. Ôi trời đất ơi, làm bên Cam á? Làm bên Cam. Campuchia hả? Đúng rồi. Ôi trời đất ơi. Nó chỉ là quen mạng thôi, là mới đây nó vừa dừng một tuần. Vậy thì ghé nhà chị nó chơi, xin ở chơi. Chị cũng bằng lòng cho nó chơi. Rồi sau thì con gái chị cũng đi làm bình thường, rồi sáng nó cũng đưa cho con gái chị đi bình thường vậy á. Là bữa mùng 5 á, mới là 10 giờ sáng, nó chở con này đi. Xong cái đầu giờ nó xách xe về. Ủa, nếu con đưa em đi rồi em xách, con xách xe về chiều lấy gì xe em về. Cái chiều đó là Bích La đi xe ráp về. Gia đình con là ba con nhắn là bà nội con bệnh nặng, kêu con về quê ráp. Rồi bây giờ về quê ráp. Tới là 6 giờ rưỡi chị không thấy con gái gì về. Cho chị điện. Điện nó cũng hết con máy. Tới 7 giờ chị điện cũng là lúc nào nó cấp máy luôn, không liên lạc luôn. Nay là 4 ngày rồi. Con gái chị là quen một cái người kia cũng là con gái. Cũng con gái. Theo như chị là mối quan hệ là như thế nào? Chị nói chắc là nó yêu đương gì hay chị không biết. Thì là cũng thân thích dữ lắm. Tình yêu hả? Chị không biết có yêu đương hay không, biết, nhưng mà hai đứa là rất là thân thích. Bây giờ em hỏi chị này, chị là một người mẹ này. Cái giới tính của con gái nhà mình như thế nào? Chị thấy con bé chị là nó thích nữ thôi, nó không thích nam. Bao nhiêu người nam quen là nó thôi không chịu. Là cộng đồng LGBT. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là cái bạn kia là con gái nhà mình quen trên mạng. Đúng rồi, quen trên mạng. Bạn kia tên là gì? Lê Thị Hoàng Yến. Quê ở đâu? Quê ngoại là ở Bình Chánh. Còn quê nội là ở Long An. Vậy là bạn đó có về nhà nhà mình ở rồi hả? Dạ, con bé có về nhà ở là nó cũng một tuần rồi. Ở trong nhà mình? Ở nhà chị luôn. Bạn đó tới nhà mình thì bạn đấy thưa chuyện như thế nào? Cũng bình thường, cũng vui vẻ bình thường lắm. Nó cũng kêu chị bằng mẹ bình thường.
Tức là có đề cập về vấn đề về tình trạng của hai đứa không? Hai đứa cũng vui vẻ bình thường, không có gì lạ hết trơn á. Giữa con gái nhà mình và bạn đó là có nói với cha mẹ rằng là hai đứa thương nhau hoặc yêu nhau như thế không nào? Không nói gì hết, chỉ là thấy là chị thấy hai tình trạng hai đứa là rất là yêu nhau, nhưng mà không nói với mẹ là hai đứa yêu nhau, nó không nói. Nhưng mà nhìn kiểu chỉ là hai đứa rất là yêu nhau. Trong một tuần đấy ở nhà mình á, ở nhà chị, là chị có trò chuyện với cái bạn đó không? Cũng nói chuyện bình thường thôi, không gì xảy ra hết á. Bạn đó có chia sẻ rằng cái cuộc sống của bạn như thế nào, cha mẹ ra sao và làm gì như không, thế nào không? Mẹ của bé đó là ly dị với nhau, là bé đó ra ngoài sống là cũng hồi mới mười mấy tuổi thôi, tự lập. Đó, giờ là chỉ đi qua anh Cam làm gì để đi mướn nhà ở thôi. Bạn có nói rằng công việc của bạn qua Cam là làm cái gì không? Làm bên game á, uy tín chơi game á. Bạn qua đấy là bạn bao lâu thì bạn về Việt Nam lần? Mới đây giờ đi là gần hơn 6 tháng. 6 tháng là về lần? Thường ở đây là có 5 mới về, còn đợt này đi chỉ có 6 tháng thôi. Bạn về để làm gì? Hay là về chơi hay là về mục đích là của người sao? Là hết hợp đồng là về. Bạn có chia sẻ rằng là bạn đi kiếm người qua đấy làm không? Không có chia sẻ gì hết, không có nói là qua kiếm người, qua làm, không có chia sẻ, không nói gì hết á. Chỉ là về hết hợp đồng về chơi rồi muốn đi nữa thì mình hợp đồng tiếp, mình qua bển làm thôi, chứ không có nói là kiếm người. Con gái nhà mình có chia sẻ tâm sự với chị rằng là con gái nhà mình thương bạn này không? Không, chị nói ủa sao Bến La sao mà con quen con bé này, chị mẹ sống con gái rồi, nói con gái mẹ nhưng mà con quen chỉ là bạn bè chơi thôi chứ không có yêu đương gì hết. Chứ là con gái chị là nói như vậy đó. Vậy là con nhà mình là người chủ động dẫn bạn về nhà ở nhà mình? Dạ thì nó quen mạng thì con bé về. Về liên lạc rồi lại về tới nhà chị là xin là vô ở chơi. À, đợt này là không đi qua Cam nữa mà về Việt Nam làm luôn. Thì nói là ha, con trong này một là tuần ở nhà mình đó, mình có thấy điều gì bất thường không? Là bình thường không có gì, thế là chỉ thấy là bình thường, cũng vui vẻ bình thường, sáng là cũng hai đứa đi làm cũng cười giỡn tay tét bình thường, không có đi gì làm, thế nào hết. Công việc gì chị? Con gái chị là đi bán quán cà phê. Cà phê là cà phê như thế nào? Cà phê quán bình thường vậy thôi. Sáng đi làm là 10 giờ về, chỉ là làm ca 1, ca 2, ca 3. Đó là thường làm ca ba là 10 giờ tối, làm tới 6 giờ sáng nó về. Sáng này con bé kia cũng đưa con bé kia đi bình thường thì sáng cũng về bình thường gì hết, không có gì xảy ra hết á. Mình có cấm cản hoặc là không? Mình chị có, không cấm cản, chị không nói gì hết. Như thế nào không? Chị không cấm cản, chị không nói gì, nói hai đứa quen là quen nhưng mà con không đi đâu. Dù ha, con bé này có rủ con đi qua Cam làm mà con không đi làm ngang la, nói mẹ con khôn lắm, con không có đi đâu. Vậy là con nhà mình chính thức là mất tích cho tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu ngày rồi? Bữa nay là 4 ngày. Là mình không có liên lạc được? Là không liên lạc được. Trước đó là gia đình nhà mình có la dày hoặc là xảy ra chuyện gì không, trong gia đình? Không, chị không la dày. Con chị là hồi nào giờ không có đi làm xa, rất là ngoan. Không có đi làm xa mà không có bạn bè, chỉ là có con bé này bên Cam về là bạn bè thôi, chứ ngoài ra không có bạn bè nào hết á. Chỉ là sáng là làm mà chiều về thôi. Là không có buồn phiền gì gia đình? Không buồn phiền, không đi chơi, chứ sáng đi làm mà về là ngủ rồi tới giờ đi làm thôi, chứ không gì hết. 4 ngày trời là không gọi được cho con? Không gọi được. Con cũng không gọi về? Cái reo là cái nó tắt máy, reo rồi tắt máy. Như hôm qua thì con bé 11 giờ 42 phút là tối hôm qua là có điện về. Chị nói alo, con gái nói dạ mẹ. Thì nói ủa con gái con đang đâu ạ? Chị nó cúp máy luôn. Chị để thấp tấm hình xuống giúp em. Là chị điện lại là không bắt máy nữa. Vẫn reo nhưng mà không bắt máy. Số điện thoại hay là Zalo hay điện là... bên... Messenger hả? Đúng rồi, bên Facebook á. Cái điện chứ không có lòi xuống thoại lên. Bây giờ chị đang lo sợ nhất vấn đề gì đây? Chị sợ nhất là con bé này dụ dỗ rồi dẫn con chị qua bên Cam thôi. Trước giờ chị cũng như là cô đã từng xem những cái câu chuyện mà bị lừa bán qua Cam chưa? Chị cũng coi thấy tên mạng, thấy anh Hải cũng làm vậy á, thì chị cũng nói là con thấy tên mạng không? Cũng nhiều người đi qua bên Cam nhưng mà không về được. À, muốn chuộc mẹ, cha mẹ cũng không có tiền chuộc đâu con, nói mẹ con biết mà con khôn mà con không có đi như vậy đâu. Bé nói bé khôn hả? Dạ, mà đợt này biết sao mà con này dụ cái là đi liền, kiểu cũng biết làm sao. Không, nếu bé nói bé khôn là bé cảnh giác rồi đấy. Nhưng mà đợt này không biết làm sao mà cái sao bị luôn. Mày để bà nói thêm. Dạ. Là cũng như con biết không, con bé này nó nói là nó khôn, nó không có bị gì đâu. Nhưng mà khi đó, ở nhà phát hiện ra là nó có nuôi mấy con côn á không, thì nó bắt buộc con búp bê hả cô? Nó bắt con nhỏ này mỗi để trong phòng của nhỏ này mỗi ngày, nó mỗi bắt con nhỏ này là đốt nhang rồi giá cái gì không biết, rồi cho con nhỏ này uống sữa cái gì không biết,
Nhưng mà trước khi mấy ngày nay là đi đó, là mẹ nó không quan sát, nhưng bà ở sát bên nhà bà quan sát là con này nó không có tinh thần, không có gọi là đầu óc. Là như nó đi ra nó không giờ mai nó cắm cuối nó đi là cũng như là theo bà nói với nó. Bà nói trước khi là nó đi, nói con mày chắc nó bị con này bỏ bùa sao con mày nói như vậy. Nhưng mà khi con nhỏ này đi là cái ngày đó là cái con mà dụ con nó đi đó, thì nó có nói là nó đã tìm được việc làm rồi. Nó tìm được việc làm, nhưng mà tự nhiên nó tìm được việc làm thì tự nhiên nó dắt con nhỏ này đi làm, rồi con này cởi cái áo đồng phục ra nhét vô trong cái xe rồi đem về. Nhưng mà tự nhiên sao nó lại khóa máy. Nó lại khóa máy là 4 ngày nay rồi, mới ngày hôm qua gia đình ở đây nhiều người nhắn tin với cái con đó là con phải, gia đình bà nội rất đối xử với con rất là tốt, thì con phải đưa Bích La về, chứ để như vậy bà sẽ nhờ công an vào cuộc, thì lúc đó con đừng có gồn trách. Là tự nhiên giờ nó nhắn tin đồng loạt về là nó nói là nó không có đi chung với Bích La. Nó nói vậy á. Nhưng mà khi mà nó nói như vậy thì tự sao hồi hôm cái tin nhắn cái này là không phải con Bích La nhắn, con nó nhắn về mà người ta nó nhắn vậy nè: mẹ yên tâm đi, con ở bên này anh chị em đối xử với con rất là tốt, cho con ăn uống đầy đủ hết, ba mẹ yên tâm đi, giờ tới Tết con về. Đặt cái tin nhắn này, con sẽ cho tiền ba mẹ rồi dắt mẹ mua quần áo mua vàng. Là cái này là không phải. Tại vì con gái chị là từ hồi xưa giờ chưa bao giờ mà nói con mở tiệm con mua quần áo hay vàng, mẹ giờ chưa bao giờ có. Nhưng mà khi biết tính về, gái chị mà nói mày kêu nó điện về, nếu mà nó không điện về tao báo công an. Thì tối ngày hôm qua 11 giờ mấy nó điện về, nói con này alo con hả, con gái hả, nói dạ, rồi là cúp luôn, cúp máy luôn. Là chị điện là điện thoại nhắn reo nhưng mà không có lại. Rất nhiều điều bất thường. Bây giờ em đang rất buồn một chuyện, tại sao mà từ ban đầu mà con nhà mình đi quen một cái người con gái, đặc biệt là trên mạng mà chia sẻ làm công việc là qua cam, mà tại sao gia đình nhà mình chưa chấp chi ạ? Không, bà không chứa tự gì nó. Bà chỉ nói là bây giờ mày chỉ cần nói một tiếng là tao sẽ qua tao đuổi nó. Chị đi liền. Trước nó về. Nhưng mà con này nó sợ, con này đi rồi con của nó bỏ theo. Nhưng mà bà đề nghị cái này là 3 lần rồi, bà không cho bằng lòng cho con đó vô. Trước nhà về là không ở nhà chị. Chỉ hôm Tết vừa rồi là nó về nhà chị đó chân mấy bữa thôi, là nó mướn nhà trọ nó ở. Nó ở là tới như thế này. Bởi vì cái tình trạng hiện nay mà con sợ nhất là cái từ qua cam á cô ạ. Đúng rồi. Bản thân con ngồi đây này, ai mà nói bảo là qua cam làm việc hoặc có người quen bên cam là con sợ, con ớn lạnh, con nổi da gà luôn á, nổi hết ốc ác lên luôn á. Bà biết mà, sống đạt mấy vụ rồi. Khi mà nghe chị nói là quen bạn mà bạn qua cam đi đi về về mà làm game là chị cũng nói vậy đó, con ơi, bạn con bé này là làm Campuchia, con bé này có dụ dỗ con đi qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao, con không có đi làm nghe con, nói già mẹ con biết rồi, con không có đi đâu đó. Bây giờ cái tình huống mà nghi ngờ nhất là bà biết là con này đã bán con này rồi, nó bán cho ai 1-2 ngàn gì rồi, bây giờ hiện tại con này nó đã bị giữ rồi. Rồi khi mình điện vô cái người mà mua nó thì tất nhiên là khống chế cái điện thoại, thấy không? Cũng cho nó liên lạc, cũng như hôm là alo mẹ thôi. Rồi còn những cái tin nhắn đó là những cái người kia, người ta ấy. Ý là bà chỉ sợ nó đi qua Campuchia là nó bán thận là một. Còn hai nữa nó sẽ cho là vô động làm rồi cái hết hợp đồng chỗ này cái bán qua chỗ khác là không có đường về. Thức qua đấy để con chia sẻ thêm ha. Con gái chị hồi xưa giờ nó chưa bao giờ mà nhắn tin mà sến như vậy đâu thiệt á. Để con chia sẻ thêm, tức là khi nó đưa qua cam ấy, là nó bắt làm công việc là ngồi bấm máy tính. Thứ nhất là lừa đảo những người khác. Đó, này cái con Bi đó, con dắt nó đi là cũng là ngồi máy tính. Lừa đảo người khác, bà, cô ạ. Đó là cái hình thức của bọn chúng. Mục tiêu của bọn chúng là lừa rất nhiều các app. Chẳng hạn như là app hẹn hò tình yêu này, đầu tư làm ăn này, nói chung là rất nhiều, vân vân và vân vân. Là tới giờ phút này là gia đình nhà mình đang nghi ngờ, có thể là con nhà mình bị sập bẫy và bị chính cái người bạn mà mang về nhà mình kêu mang cho ở là lừa đi, đúng không ạ? Nhưng mà chắc bà nghĩ là nó dính bùa. Tính tình của con gái nhà mình như thế nào, ngoan không? Trời, con gái chị rất ngoan, hồi nào giờ rất là ngoan. Ngoan lắm hả? Rất là ngoan. Đi sáng đi làm mà về nhà thôi chứ không bao giờ bạn bè hay đi chơi bời, không có gì hết. Có cãi cha cãi mẹ bao giờ không? Không. Nói chuyện với người lớn có hỗn hào không? Không. Nói là có dạ bảo có vâng không?
bé rất là ngoan, không chơi bời, không gì hết. Ngoan nhưng mà sao lần này đi lại không thông báo cho ba mẹ? Nhưng mà nhiều người bạn đuổi chơi, không đi, dứt khoát là không đi. Bùa hả? Ba nghĩ là nó bị dính bùa. Con thì như thế này, con thì không biết cô với lại chị nghĩ ra sao và tất cả cô chú anh chị đang xem nghĩ như thế nào. Nhưng mà con thường thường thì con cái chuyện bùa ngã thì con không có tin cho lắm. Nói không tin thì cũng không phải, nhưng mà con không có tin nhiều đâu. Cũng chút chút thôi. Nhưng mà bà tin đó, tự vì ở xóm bà nhiều người bị bùa ngải lắm. Dạ. Không gỡ ra được. Dạ. Người ta già 50 tuổi cũng còn bị nữa con. Dạ. Nó nói ra cũng như cái em nãy nói đó. Ra vợ đẻ mất có 3 ngày rồi cái đi vô rồi uống cà phê cái người ta lại rủ đi qua Cam á làm. Tháng 50 triệu rồi cái tự nhiên cái nghe lời người ta cái đi bỏ vợ con rồi đi đến này nửa tháng gì đó giờ xong luôn, qua đấy là xong luôn rồi đó. Thì đó thì con biết một chị là nó bán nội tạng, hai nữa là nó bắt mình làm hết hợp đồng này nó đưa cái cho mình, tức là qua đấy là vắt chanh bỏ vỏ, vắt chừng nào kiệt sức thì thôi kiệt sức bắt đầu là kêu gia đình, khi nào mà không còn là cái công cụ kiếm tiền cho bọn chúng nữa thì bọn chúng sẽ bắt cái người mà bị qua đấy á, gọi về cho gia đình kêu chuộc về. Ủa. Hình thức của bọn chúng là vậy, mục đích của bọn chúng là công cụ để kiếm tiền cho bọn chúng. Mà là buôn người, con trai con gái chị yếu đuối lắm, ốm yếu lắm, ốm lắm mà không có làm gì nổi hết, thì bệnh hoài không bao giờ làm việc nặng được. Vừa chỉ rồi là công an Việt Nam mình rất là giỏi, vừa rồi là ở Hà Tĩnh mới bắt hình như là 150 mấy người hay 160 người á ở khu Tam Giác Vàng đó, lừa đảo đấy, là cũng ngồi bấm máy tính lừa đảo đấy, rất tuyệt vời, công an Việt Nam rất giỏi. Ý hồi nãy bà có hỏi cậu Hải là bây giờ bà phải báo công an để cho nó chặn cái đường tự nó chưa có cái hộ chiếu. Bây giờ như thế này, bây giờ thì gia đình nhà mình về cứ trình báo cơ quan chức năng công an nhá, lên trình báo cơ quan chức năng công an để bên cơ quan chức năng công an là vào cuộc giúp đỡ gia đình nhà mình. Đúng. Bây giờ là gia đình nhà mình thật sự là bế tắc thì đúng không ạ? Rất lo lắng. Rất là lo. Con nhà mình là cậu Hải đi tìm giùm. Dạ, con nhà mình là trước giờ có bỏ đi như vậy lần nào không? Chưa mà. Bé xinh hả? Chị nói từ nhỏ lớn nó không bước ra đường luôn. Chỉ đi làm mà về ở nhà suốt, không bao giờ bước ra khỏi nhà. Từ nhỏ tới lớn không bao giờ bước ra khỏi nhà luôn á. Không có chơi bạn bè gì. Tức là sáng đi làm là về là chỉ là chung lên phòng mà ôm điện thoại là không bao giờ bước ra được khỏi nhà. Chị nhà mình dở quá, chị xử lý tình huống quá dở. Em nói thật, nếu mà gặp em á, quen trên mạng mà dẫn về như vậy á, em trước tiên em phải hỏi kỹ là quê quán ở đâu, tên gì, ba mẹ làm gì, đặc biệt bản thân như thế nào. Em hỏi mà trả lời mà em thấy mà nghi nghi á, nhấn nút biến, đuổi ra khỏi nhà, không cho quen nữa. Nó giết mình nữa, nó vô nhà, nó giết. Không có ai mà như gia đình nhà mình, tại sao mà con quen trên mạng mà dẫn về cho ở cả tuần nữa nha. Để cho nó gù mến đưa đi, mà đặc biệt nó lại làm bên Cam nữa thì thua luôn à. Chị không nghi ngờ mà tới cái độ vậy phải không? Chị đang làm nhà, sửa nhà lô bô, chị cũng để ý nữa. Chị lại làm công việc gì? Chị gì không có làm gì nội trợ ở nhà thôi mà bữa ông đó xã. Chồng đi làm hồ. Bữa gì đang sửa nhà về lu bu bu rồi nó cứ đi làm đi hỏi nó vậy thôi. Em một phát một tới mà em thấy mà mình phải quan sát thái độ của người ta như thế nào, biểu hiện đến nhà mình cái cử chỉ ra sao. Với lại không có ai mà chứa chấp như vậy nhưng hết. Nhưng mà chị thấy con bé này đến nhà cho nó bình thường, không thấy gì cái gì mà lạ hết á. Em biết rồi, chị thấy nhiều cái vụ trường hợp không? Giúp người trả án không? Nhiều cái trường hợp mà chỉ vì thương người mà kêu mang cho ở một hai ngày không? Thấy không? Nhiều vụ xảy ra án mạng không? Đó, nó rất không sợ. Giết mày đâu mày, giết chồng mày. Còn như thế này, bây giờ mọi chuyện nó đã xảy ra như vậy rồi. Bây giờ thì mình cố gắng hết sức để tìm kiếm cái thông tin xem là con gái nhà mình hiện tại là như thế nào. Thứ nhất là có phải là con gái nhà mình thương bạn đó và bạn đó là cũng là cái người mà không gây hại gì tới con gái nhà mình mà hai đứa thương nhau. Có thể là do gia đình cấm cản hay như thế nào đó mà dọn ra ngoài để ở, thì mình cố gắng hết sức động viên hai đứa về. Thì nếu thật sự cái bạn kia mà là người tốt á nha, em đang nói cái mức độ là tích cực, là bạn kia là người tốt mà thương con gái nhà mình thật và con gái nhà mình thương bạn đó thật, mà sợ rằng là gia đình cấm cản hay như thế nào đó mà hai đứa dù ra ngoài ở riêng, thì đó là cái điều tuyệt vời, thì mình cũng nói để cho hai đứa về. Còn nếu tới giờ phút này mà cái người bạn kia mà có thể là không tốt với con gái nhà mình và lên kế hoạch để gây hại cho con gái nhà mình phải khẩn cấp mà chị cấp để mình đi tìm. Không liên lạc được hai đứa luôn. Dạ. Bây giờ chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái nhà mình, hy vọng con gái nhà mình xem được video này, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nói đi.
À, con gái ơi, con ở đâu con về nhà đi. Mẹ với ba nhớ con lắm. Ba đang bệnh. Ba đang bệnh nặng, mong con về. Nếu con thật lòng thương bạn kia mà bạn kia thật lòng với con thì về đi, ba mẹ không có cấm cản gì hết. Ba mẹ cho hai đứa quen nhau. Con á, thật lòng với bạn kia thì con kêu bạn kia về đi, mẹ không cấm cản đâu. Muốn gì hai đứa về gặp mẹ nói chuyện đi. Còn nếu tới giờ phút này mà con mà bị sập bẫy mà qua bị nó lừa nó bán qua cam rồi thì con phải thật bình tĩnh. Con cũng gọi điện về báo tin cho gia đình để gia đình có cách có hướng để cứu con về. Dụ con bé kia có lừa con bán qua cam thì con rất bình tĩnh. Con kiếm cách con điện về cho mẹ đi, mẹ cứu con. Có gì con liên lạc với mẹ. Gia đình trong con nghĩ. Mẹ đất trong con về, mẹ đất nhớ con lắm. Cô là một người bà nội, cô hãy nói trực tiếp với cái người bạn của bé, dẫn bé đi. Xin phép mời cô. Bây giờ gia đình bà nội đối xử với con cũng rất là tốt, không có nghĩ ngợi gì con như vậy. Nhưng mà nếu con là một người tốt, con nên dắt Bích La về đi. Tự vì ba nó đang bệnh, tự vì nhớ nó, mẹ nó cũng bệnh, gia đình giờ đang mệt mỏi lắm. Rất là thương nhớ nó, anh nó cũng rất thương nhớ nó. Con phải đưa em về, còn nếu con không đưa nó về thì bà nội bằng mọi cách là con có không trở về Việt Nam mà con sống sót được với công an đâu. Cái đó là bà nói thật, không phải bà hăm dọa với con. Tự vì ruột ai cũng nóng ruột, nhưng mà nếu con đưa Bích La về, cái chuyện của con làm bà nội sẽ tha thứ hết. Bà nội không tri cứu, không có mà gọi là để mà trong lòng. Con đưa Bích La về đi, bà nội rất mong con và bà nội rất là cảm ơn con. Bi nhận được tin nhắn này, con nên đưa Bích La về. Bà nội cảm nói, ơn bà nội cảm ơn con nhiều. Bà nội nói với cháu đi, cháu nội mình đi. Nói bé. Bích La, nếu mà con á đã lỡ đi rồi, thấy không, thì thằng Bi á nó có bán con á, thì con phải tìm cách có liên lạc để cho gia đình cứu con. Thấy không? Còn nếu mà con đi chung với thằng Bi mà có yêu thương thằng Bi đó, thì á con cứ việc về đi, ba mẹ với coi với bà nội á, cũng chấp nhận để cho thằng Bi quen với con, không cấm cản. Nhưng mà nếu mà con đã bị rồi thì con phải bị bắt rồi, bị giam cầm gì đó không biết, thì con phải tìm cách ấy về để cho ba mẹ con hả lo tiền hợp đồng để trả con về với gia đình. Hiện tại gia đình ba con rất là bệnh nặng đó, thì bà nội nhắn cái lời thật lòng với con là con phải biết thương cha mẹ, rồi bà nội rất mong con về. Rồi quá đi. khổ quá. Sáng giờ là cô hai trường hợp rồi. Trường hợp của chị kia lấy quê gốc thì ở Bạc Liêu mà lấy chồng ở Bình Phước, chia sẻ là 5 năm rồi chưa được về quê. Tới giờ phút này ngả ngửa ra là con gái bị lừa bán qua cam rồi. Đó. Cầu cứu về, mẹ ơi cứu con 102 triệu. Mà trong khi đấy người mẹ là về đây là khóc quá trời. Bây giờ là nhà không có một đồng bạc nào hết. Mới quay xong mấy ghi hình xong, nhờ anh em là quay lên để xin tiền cô chú anh chị, các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong cũng như ngoài nước, để cứu con chị về. Thật sự rất đau lòng. Tới giờ phút này câu chuyện gia đình nhà mình, con nghe cái từ cam với con ớn lạnh quá. Thì bà cũng rất là sợ, bởi vì bà nghiêm cấm, bà nói để tao qua tao đuổi. Nó cứ sợ đuổi con này, đảm như nó cũng bị bùa luôn. Mà không phải bà nói một lần nha, bà nói là rất nhiều lần. Nó tự bên cam về, mày coi chừng nó dụ dỗ con mày đi, nó bán con mày. Mày cần á, mày nói tiếng là mẹ qua mẹ đuổi nó đi. Nó cứ nói mẹ ơi mẹ đuổi cái con này đi, là con Bích La nó bỏ nhà đi. Mà không phải một lần, nhưng mà bà rất là nghi con này nó xài bùa, với lại nó lường gạt. Nó đem bán nó lấy 1.000, 2.000. Nó dụ bán 1, 2.000 rồi sang tay, rồi cái người mua con nhỏ rồi sẽ bán cho người khác nữa. Rồi con cháu mình cứ bị bán dài, rồi cái vô làm. Nó dụ bán vô động rồi làm hết hợp đồng 6 tháng bán cho người khác nữa, nói ví dụ vậy. Là trong một tuần đấy là ăn cơm nước nhà mình hết trơn luôn, ăn hết á, không có đòi tiền đòi hỏi. Nhưng nhà mà mình nấu cơm nấu nước cho phục vụ từ A đến Z. Chị nấu cơm, chị ăn đồ quần áo là chị giặt hết, chị không bao giờ nó không làm đồ móng tay. Chị sẽ ngủ hai đứa là ngủ tới 10 giờ, 1 giờ như vậy. Chị không bao giờ kêu nó dậy hay gì, cứ ngủ cái nào dậy. Chị nấu cơm sẵn ăn, không mấy đời kêu hả đi ăn cơm tiệm, bây không giờ làm cái gì hết.
ba nó bệnh, ba nó khóc lóc mấy ngày nay. Hy vọng rằng là con gái xem được video này thấy bà nội cũng như mẹ con về đây. Thật sự mẹ tới giờ phút này là suy sụp hoàn toàn, đặc biệt là ba đang bệnh ở nhà. Phải thương cha, thương mẹ, thương bà nội, đặc biệt là thương ba. Công việc của ba là làm hồ rất vất vả để mới có đồng tiền lo cho gia đình. Mà tới giờ phút này con bỏ đi như vậy thì đó là cái điều thật sự rất là đáng trách. Nên mà con đủ 18 tuổi rồi, đủ suy nghĩ, đủ nhận thức, đủ hiểu biết rồi. Đâu là đúng, đâu là sai. Hãy thương cha, thương mẹ, thương gia đình. Tại sao lại có mình như ngày hôm nay? Ai là người sinh mình ra, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi mình lớn tới chừng này 18 tuổi rồi. Tới giờ phút này mình chưa làm được gì cho gia đình, mà mình đang làm cho gia đình trở nên là hoang mang và lo lắng. Ba thì đang bệnh mà thêm cái chuyện của con như thế này thì thật sự đó là cái điều rất buồn. Nên mong rằng con gái đang ở đâu đó xem được video này, bất kể trong cái hoàn cảnh nào, ở phương trời nào, cũng phải tìm đủ mọi cách để liên hệ với gia đình. Nếu trong cái trường hợp mà tới giờ phút này con đi, mà con đi theo cái bạn đó, mà bạn đó là một người bình thường, là người tốt, và hai đứa muốn có cuộc sống riêng tự lập để bỏ nhà đi, thì mong rằng là con gái hãy sớm quay trở về. Bởi vì gia đình có ai cấm cản đâu, rất tốt, rất ủng hộ hai đứa. Đặc biệt là ba mẹ, mẹ về đây chia sẻ mà mẹ khóc nghẹn như vậy. Mẹ chấp nhận cho cái giới tính của con LGBT cũng là con người không có sao hết. Nhưng miễn sao hai đứa phải quay trở về. Nếu muốn sống riêng thì cũng phải quay trở về, sống ở đâu cũng phải báo về cho gia đình để gia đình yên tâm. Còn nếu cái trường hợp xấu xảy ra mà tới giờ phút này con có thể là bị chính cái người mà con tin tưởng thương yêu mà lừa con, bán con đi đâu đó, mà khống chế con, không cho con gọi về nhà hoặc không cho con về, thì con phải bình tĩnh, con tìm đủ mọi cách để con liên hệ về. Thứ nhất là đường dây nóng của các chú, các bác công an là 113. Thứ hai là con gọi về cho các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các chú có cách, có hướng để giúp con quay trở về một cách an toàn nhất nha con gái. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự tiếp theo đây là một cái câu chuyện mà phải nói là tất cả các bậc làm cha làm mẹ hết sức là lo lắng và hoang mang. Tiếp tục một cái câu chuyện có liên quan tới cái từ cam. Em thì em cái từ cam là nhạy cảm, nên rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ tìm kiếm được thông tin của bé để giúp bé quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Thì cô chú anh chị mà có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của anh em để anh em có cách, có hướng để giúp cũng như là khuyên bé sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất và an toàn nhất. Cái sự việc của cô cũng như gia đình thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay cô là bà nội cũng như chị là mẹ về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là cô thì tìm cháu nội, chị thì tìm con gái. Cô cũng như là chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu cũng như là tìm con mình về không? Chị đồng ý. Đồng ý. Toàn bộ thông tin sự việc cô và chị chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng. Nếu sai? Không. Đúng là chị chịu trách nhiệm hết. Mình gia đình nhà mình chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nhé. Đúng. Đúng. Cuối video thì con không biết nói gì hơn để chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là cháu của bà là sớm quay trở về, cũng như là con của chị là nhanh chóng kịp thời để về, để cho gia đình ổn định lại, đặc biệt là cho ba. Ba mà đang bệnh mà thêm cái chuyện này nữa thì suy sụp rồi. Suy sụp hoàn toàn, vừa thể xác vừa tinh thần, thì cái điều đó thật sự rất là đau đớn. Trong cái thời gian vừa qua là cái tình trạng từ đầu năm 2024 cho tới thời điểm hiện tại bây giờ là mùng 11 tháng 8, các bé gái bỏ nhà đi rất nhiều. Độ tuổi từ 13, 14, 16, 18, đôi mươi và thậm chí là 30. Nguyên nhân chính là chơi điện thoại, chơi các trang mạng xã hội, bị rủ dê lôi kéo. Và đặc biệt rằng là bị lời ngon tiếng ngọt của bạn bè. Nên mà bản thân em hy vọng video này cũng là một lời cảnh tỉnh, cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Hãy quan tâm các con nhiều hơn, hãy xem các con như là người bạn, hãy tâm sự chia sẻ với các con. Cũng như là đặc biệt rằng là những các em mà dưới tuổi vị thành niên, hết sức lưu ý tránh các trường hợp là chơi mạng xã hội rồi bị sập bẫy để rồi nhận những cái kết rất là đắng. Hầu hết như là video nào em cũng có chia sẻ, em cảnh báo, nhưng em không hiểu sao mà cái tình trạng các bạn trẻ cũng như các em dưới tuổi vị thành niên sập bẫy rất là nhiều và bỏ nhà đi vô cùng nhiều. Nên mong rằng các quý bậc phụ huynh hãy quan tâm các con nhiều hơn và chia sẻ cho các con để tránh các con sập bẫy của những đối tượng xấu. Nhiều gia đình về đây là đau thương lắm, nước mắt thì đầm đìa. Mình thấy là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, đúng không ạ? Như gia đình nhà cô bây giờ là ăn có ngon không?
Rồi thức sáng đêm con người không ăn uống gì, mẹ nó bệnh mấy ngày nay nằm liệt luôn. Mất ăn mất ngủ, bỏ ăn bỏ uống, chạy đôn chạy đáo, bỏ hết công ăn việc làm đi tìm con tìm cái, khổ lắm. Dạ rồi thì con xin phép là chào gia đình nhà mình. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Chúc gia đình nhà mình là nhiều sức khỏe, đặc biệt là chồng của chị sớm bình phục, về cũng động viên ảnh nhá. Không sao đâu, con chị sẽ sớm về thôi nhá. Xin phép chào cô, chào chị.